mà họ in rất là đậm và lề lề, tay gấp cắt không đều và ngắn. Bìa nhìn thì chất lượng tốt nhưng dở ra mới biết là giấy mỏng. Ở đằng sau này là có một lớp phim cán bóng, chứng tỏ đây là giấy kém chất lượng. Mặt sau cũng tương tự, tay gấp không đều. Ở đây có những vết mà giấy này nếu nhìn thì sẽ thấy có những vết, nếu quay từ trên xuống như thế này sẽ thấy có những vết bị sần, là do đóng sén không đúng quy, đóng sén không có chất lượng. Tranh ảnh bên trong, tranh ảnh bên trong rất đậm, nhìn không rõ cái gì hết, nhìn tù mù luôn. Thêm nữa, giấy rất kém chất lượng, thành ra cuốn sách nhìn rất là eo ụt. Đây là sách giả. Cuốn thứ hai tương tự, tay gấp cắt không đều. Bìa, phần bìa bên ngoài này ăn vào sâu bên trong tay gấp luôn, tay gấp không đều và hình ảnh trên tay gấp thì rất mờ. Hình ảnh thì độ phân giải rất là thấp. Cuốn này bán giá 88.000 đồng, giá thì vẫn là đúng với giá của mình, là giá của sách thật. Nhưng mà nhìn bằng mắt thường, thậm chí là đem tấm hình này, đem cuốn sách này đem đi chụp hình thì người ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra, người ta sẽ khó phân biệt được là sách thật, trừ khi là phải cầm vô, cầm đúng lên tay mình check thì mới biết. Nhưng mà Hôm nay là ngày 24 tháng 6, lô hàng này vừa mới, cái gói hàng này vừa mới được vận chuyển tới hôm nay, có nghĩa là sau gần, hôm nay là thứ hai, có nghĩa là sau gần một tuần sau khi First News tổ chức họp báo thông báo là có bán sách giả trên sen đỏ thì sen đỏ vẫn không có một cái động thái nào hết và họ vẫn tiếp tục bán sách giả. Hai cô.